Xin chào tất cả quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, thầy xin chúc tất cả các em học sinh luôn luôn mạnh khỏe, học giỏi, chăm ngoan và biết vâng lời bố mẹ. Trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các em 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, một số động tác kỹ thuật khởi động chuyên môn nghiêng về đặc trưng của bộ môn karate. Nội dung thứ hai, kỹ thuật nghiêm chào trong karate. Kỹ thuật thứ ba, đó là kỹ thuật nắm đấm trong karate. Như vậy, trong bài học này, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta 3 nội dung chính như trên. Như vậy, trước khi đi vào các nội dung mới của bài học ngày hôm nay, thì thầy trò chúng ta cùng đứng lên và thực hiện các động tác kỹ thuật khởi động chung để làm cho cơ thể chúng ta nóng lên và làm cho tất cả các cơ của trong cơ thể chúng ta nó giảm ra để chúng ta sẽ thực hiện một số cái nội dung mới trong bài học ngày hôm nay. Và sau đây thầy trò chúng ta cùng khởi động. Động tác đầu tiên, động tác cổ. Mời các em nghe theo nhịp hô và chúng ta là làm theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nội dung thứ hai, xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lưu ý với tất cả các em, khi chúng ta thực hiện kỹ thuật động tác xoay cổ này thì chúng ta phải mở mắt ra. Các em không được nhắm mắt lại, nếu chúng ta nhắm mắt lại thì nó sẽ gây choáng. Cho nên chúng ta chú ý. Kỹ thuật tiếp theo, xoay cổ tay, cổ chân. Chúng ta cùng đếm như vậy nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo, xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hồi. Động tác xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, động tác xoay hông. Hai tay chống hông, hai chân đứng rộng bằng vai hoặc là hơn vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục, động tác xoay gối. Đối với kỹ thuật động tác xoay gối này thì chúng ta xoay từ ngoài vào trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chùng gối, chùng hai chân vào, xoay gối từ phải sang trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Động tác xoay hông, bước chân rộng ra, hai vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác ép chân, 1 bên phải, 2 bên trái, 3 là ép giữa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiếp tục chúng ta đứng ở tư thế tánh trung bình tánh. Đứng ở tư thế trung bình tánh, ép vai. 1, 2, 1, 2. Ở động tác này chúng ta thả lỏng vai, lưu ý thả lỏng vai và hông. Từ đây chúng ta xoay qua phía bên trái, ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qua bên trái, xoay hông và ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. Đối với động tác này thì chúng ta chú ý là xoay ngang cạnh bàn chân lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục ép mũi bàn chân, tức là duỗi, duỗi mũi bàn chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đứng lên. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau thực hiện lại bài khởi động chung để làm cho cơ thể chúng ta nóng lên. Như vậy là sau khi chúng ta thực hiện bài tập khởi động chung xong thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện một số động tác kỹ thuật khởi động chuyên môn nghiêng về đặc trưng của bộ môn karate. Thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các em được biết và chúng ta theo dõi cùng thực hiện theo thầy. Kỹ thuật đầu tiên của kỹ thuật chuyên môn đó là kỹ thuật đá thẳng chân về phía trước. Đấy, các em chú ý, đá thẳng chân về phía trước. Từ tư thế chuẩn bị này, chúng ta bước chân trái hoặc chân phải về phía trước và hai tay ở tư thế thụ. Đấy, như vậy. Hoặc là chúng ta bước chân phải tùy theo quy định của thầy hoặc là tùy theo thói quen tập luyện của các em. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ thực hiện theo, đó là bước chân trái về phía trước và hai tay ở tư thế thụ. Thì chúng ta đá, hiểu chưa nào? Ở tư thế thụ này thì chúng ta đứng ở một cái tư thế thoải mái nhất. Các em chú ý là chúng ta đứng ở tư thế thoải mái nhất, không phải là chúng ta đứng dài thế này hoặc là đứng ngắn. Chúng ta đứng ở tư thế thoải mái nhất để chúng ta có một chân trụ vững vàng, chân trụ thụ lên. Sau đó chúng ta đá thẳng chân về phía trước. Đây, chân nó đi thẳng về phía trước này. Rồi chúng ta thực hiện theo nhé. Nghe thụ. 1, đá lên, thẳng lên, thụ lại. 2, 3, 4, 5. Đây, thầy sẽ xoay hướng này. Thầy sẽ xoay hướng này để chúng ta quan sát hướng bên phải, xem cái chân của thầy nó đi như thế nào để chúng ta thực hiện cho nó đúng. Đây, chúng ta chú ý thầy sẽ xoay hướng này nhé. Thụ lên. 4, 2, 3,
Và mỗi lần thực hiện như vậy thì chúng ta thực hiện một chân từ 5 đến 10 lần, sau đó đổi chân khác. Và chân phải xong thì đến chân trái, các em chú ý như vậy. Nội dung thứ hai đó là đá ngang, đá hết ngang. Chân chúng ta như thế này, chúng ta đá hết ngang hai bên, hết ngang hai bên. Đối với kỹ thuật này thì chúng ta ở tư thế hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay chúng ta chống hông, sau đó chúng ta đá hết ngang. Một là chân phải, hai là chân trái, chân phải về chân trái, và chúng ta thay đổi nhau như vậy. Một kỹ thuật chúng ta có thể thực hiện 5 đến 10 lần. Bây giờ chúng ta làm theo. Chân phải trước. 1. Ngang lên. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Đấy, đó là kỹ thuật thứ hai, kỹ thuật đá hết chân ngang về phía hai bên. Đấy, chúng ta chú ý này, hết chân ngang lên, thấy chưa? Kỹ thuật thứ ba là chúng ta lắc hông, lắc hông. Ở tư thế này là chúng ta đứng hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay chúng ta nắm hờ tự nhiên và đưa lên cao phía trước, nắm hờ tự nhiên đấy các bạn, và đưa lên cao phía trước. Từ tư thế này chúng ta lắc nhẹ cái hông, lắc nhẹ này, một, đưa cái hông này đi, hai, ba, bốn, năm, sáu, thả lỏng ra, các em chú ý thả lỏng cái hông ra nghe, bảy, tám, chín, mười. Đây, thầy tới sát chúng ta xem này. Ở tư thế này nhá, ở tư thế này, hai tay nắm hờ tự nhiên và đưa về phía trước, đồng thời chúng ta lắc nhẹ cái hông này, một này, lắc cái hông qua, hông nhá, đưa cái hông đi, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đấy, chúng ta chú ý lắc hông nhá. Kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật đấm thẳng về phía trước. Thầy sẽ hướng dẫn nội dung của đòn đấm thẳng này sau. Và tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ có đấm về phía trước thôi, không cần phải đúng kỹ thuật, bởi vì chúng ta đang trong quá trình khởi động. Như thế này, hai tay thủ về hông, ngang thật đai. Hai tay thủ về hông và ngang thật đai, sau đó chúng ta đấm về phía trước. Rất là nhẹ nhàng thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Các em làm theo nhé. Chúng ta chú ý phải làm theo. Đây, thầy đứng gần hơn một tí để chúng ta làm theo này. Nhìn nhá, vừa đấm tay ra vừa lắc hông. Một, hai, đẩy cái hông tới nha. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đấy, các em làm theo nha. Thầy vừa hô, thầy vừa hô, thầy vừa đấm, và các em làm theo y hệt như thầy. Để chúng ta khởi động mà, chúng ta đang khởi động nha. Và những cái động tác và kỹ thuật khởi động chung và khởi động chuyên môn này thì buổi tập nào chúng ta cũng thực hiện cả. Cho nên dần dần chúng ta sẽ quen. Chúng ta sẽ quen. Tức là trước khi tập các cái kỹ thuật căn bản của karate thì chúng ta phải khởi động chung, sau đó khởi động chuyên môn. Và tiếp theo thì chúng ta mới học các cái nội dung căn bản. Được chú ý. Tiếp theo chúng ta làm mình lên. Từ tư thế này. Đánh ra nhé. Nhìn. Một. Yeah, đây. Nhân ra. Thủ nghe. Nghe hô. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rồi thầy giới thiệu cho các em kỹ thuật tiếp theo, đó là kỹ thuật kết hợp đấm thẳng ở tư thế là trung bình tấn nhé. Từ tư thế chuẩn bị này chúng ta bước chân phải sang bên phải. Thầy sẽ phân tích kỹ thuật để tấn này sau. Bây giờ thầy chỉ có hướng dẫn chúng ta đứng ở tư thế trung bình tấn để chúng ta tập và khởi động thôi nhá. Khởi động, chúng ta đứng trung bình tấn, thấp hai gối xuống, hai tay thụ về hông và thực hiện động tác đấm thẳng về phía trước. Nghe thầy hô. 1, nhẹ nhàng nhé. 2, chúng ta làm theo. Các em đứng như thầy và làm theo thực hiện nhé. 3, 4, thở nhịp nhàng. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ chúng ta thực hiện kỹ thuật này mạnh hơn nhé. Mạnh hơn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, đứng lên, thả lỏng. Ở nội dung tiếp theo, thầy hướng dẫn cho tất cả các em thực hiện kỹ thuật nghiêng chào trong karate. Kỹ thuật nghiêng chào trong karate gồm có các nội dung như sau. Các em theo dõi thầy và thực hiện theo. Chúng ta ở tư thế chuẩn bị. Chúng ta đang đứng ở tư thế chuẩn bị. Hai chân đứng rộng bằng vai hoặc là hơn vai một tí. Các em chú ý nha, rộng bằng vai và hơn vai một tí. Tùy theo cơ thể, tùy theo cái giải phẫu của mỗi người khác nhau. Và chúng ta đứng ở tư thế này thoải mái nhất. Ở tư thế này người ta gọi là tấn Heiko Daiji. Tấn Heiko Daiji, tấn chuẩn bị. Hai nắm đấm chúng ta bắt chéo ở phía trước. Và kéo về phía hai bên ở phía trước đai. Cách đai này khoảng một găng tay. Đấy. Chúng ta chú ý. Thầy nhắc lại. Hai tay nắm đấm tự nhiên, nắm hờ, bắt chéo ở phía trước và kéo về phía hai bên thành tư thế Yumi, có nghĩa là tư thế chuẩn bị. Đây, các em chú ý. Từ tư thế này, hai nắm đấm bắt chéo và kéo về phía hai bên. Khi nghe hô Yumi, tức là chuẩn bị, thì chúng ta nhanh chóng nắm đấm bắt chéo và kéo về phía hai bên. Đấy. Nhắc lại, hai tay nắm đấm bắt chéo và kéo về phía hai bên thành tư thế Yumi, tức là chuẩn bị. Yumi. Khi nghe hô nghiêm thì chân trái kéo vào một nửa, chân phải kéo vào một nửa, hai gót chân chạm nhau chất hình chữ V. Tấn này người ta gọi là tấn Musubi Daiji. Hay nhắc lại. Khi nghe hô nghiêm, chân trái bước vào nửa bộ, bước vào một nửa, chân phải kéo vào một nửa, hai gót chân chạm nhau chất hình chữ V. Tấn nghiêm, ở đây là tư thế tấn nghiêm và được gọi là tấn Musubi Daiji. Sau khi hai chân đứng ở tư thế nghiêm thì hai tay đưa về phía hai bên thành tư thế nghiêm. Đây, chúng ta chú ý. Chân trái vào một nửa, chân phải một nửa và hai tay thả lỏng tự nhiên. Khép, các em khép cái bàn tay này lại nhé. Đây. Khép cái ngón cái này lại. Chúng ta khép cái ngón cái này lại nhé. Đây. Khép lại nhé. Đây, chúng ta thấy chưa? Đưa về phía hai bên. Và ở tư thế này các em chú ý, không phải là chúng ta đứng này, không phải là chúng ta đứng sát này, không phải là chúng ta đặt hai cái tay sát như thế này, mà chúng ta đặt cái tay hơi lỏng ra một tí. Đấy, thấy chưa? Đây là ở tư thế nghiêm. Tiếp theo là chào. Khi nghe hô chào thì chúng ta gập người về phía trước. Gập người về phía trước chào và mắt nhìn về phía trước khoảng 1 đến 1,5 mét. Sau đó chúng ta gập lên. Thầy nhắc lại. Kỹ thuật nghiêng chào trong karate như sau.
Khi nghe hô, tư thế chuẩn bị bắt đầu, đó là Yumi. Thì chúng ta thực hiện hai tay bắt chéo. Yumi. Nghiêm. Cao. Sau đó, chúng ta trở về lại tư thế ban đầu, tức là tư thế Yumi. Chân trái bước ra nửa bộ, chân phải bước ra nửa bộ. Sau đó, hai tay bắt chéo và kéo về tư thế ban đầu. Giống như động tác đầu tiên mà chúng ta thực hiện tư thế chuẩn bị. Thầy nhắc lại. Yumi. Nghiêm. Cao. Yumi. Đấy. Xin mời tất cả chúng ta cùng thực hiện lại một vài lần thì chúng ta sẽ quen. Ban đầu chúng ta, đối với những bạn mà mới tập á, thì chúng ta có thể là chưa quen. Nhưng mà chúng ta tập một vài lần thì nó sẽ quen, bởi vì động tác nghiêm trào trong karate thì trước khi chúng ta tập luyện, trước khi chúng ta thi đấu, trước khi chúng ta biểu diễn là đều phải thực hiện kỹ thuật trào này. Cho nên chúng ta phải tập cho đúng, và trước khi thực hiện thì chúng ta phải trào để đảm bảo cái nội quy của một võ sinh khi tham gia tập luyện bộ môn karate. Đấy, thầy nhắc lại kỹ thuật này. Chú ý. Nghiêm. Chào. Chú ý. Các em chú ý ở kỹ thuật này. Khi chúng ta nghiêm chào, không phải là chúng ta gập nhân này, hoặc là không phải là chúng ta gập xuống lâu này. Đấy. Mà chúng ta gập xuống khoảng 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Là chúng ta liên liền. Chứ không phải là chúng ta gập xuống mạnh như thế này. Đấy. Sau đó về lại tư thế ban đầu Yumi, tức là tư thế chuẩn bị. Trong bài học ngày hôm nay của chương trình tự học karate tại nhà, nội dung thứ ba thầy hướng dẫn cho các em về kỹ thuật nắm đấm của karate. Thầy sẽ hướng dẫn nội dung này cho chúng ta xem. Ở cái nội dung này thì chúng ta phải chú ý cái nắm đấm. Nếu chúng ta nắm không đúng cái nắm đấm thì khi chúng ta thực hiện kỹ thuật thì nó rất là dễ chấn thương. Đấy, rất là dễ chấn thương. Cho nên chúng ta chú ý thực hiện kỹ thuật nắm đấm cũng phải đúng. Kỹ thuật nắm đấm cũng phải đúng nhé. Bây giờ thầy đi về phía màn hình gần lại để thầy sẽ hướng dẫn cho tất cả các em. Tay của chúng ta này, tay của chúng ta như thế này. Các em xòe hai cái bàn tay ra nhé. Xòe hai bàn tay ra. Từ tư thế này chúng ta sẽ cuốn tròn cả cái ngón tay lại. Cuốn tròn cả ngón tay lại. Sau đó các em gập cái ngón cái xuống. Thấy chưa? Thầy làm lại. Các em nhìn nhé. Các em nhìn tay phải của thầy này. Các em nhìn một tay của thầy và chúng ta thực hiện theo nhé. Chúng ta thả lỏng cái bàn tay ra. Thả lỏng thẳng bàn tay. Và chúng ta cuốn tròn cả cái ngón tay lại. Sát nhé. Cuốn tròn lại. Sau đó là chúng ta lấy cái ngón cái này, chúng ta gập xuống. Đấy, thành một cái nắm đấm. Đây. Chắc nhá, nắm đấm này phải vững vàng và chắc. Nếu chúng ta nắm sai là sẽ gây chấn thương cho mình. Khi mình thực hiện kỹ thuật thì nó sẽ gây chấn thương. Đây, chúng ta chú ý. Thầy làm hướng này nhá. Hướng này, các anh chú ý. Ở tư thế này thì các ngón tay chúng ta đang duỗi thẳng. Bây giờ chúng ta cuộn tròn nhé, cuộn tròn. 1, 2, 3, cuộn tròn và gập cổ tay xuống. Ngón cái này này, gập ngón cái xuống. Rồi, nhắc lại. Gập nhé, 1, 2, 3, gập ngón cái xuống. Lại, 1, 2, 3, gập ngón cái xuống. Thì thành nắm đấm, nhớ chưa? Đây là nắm đấm. Thầy làm hướng này. Hai tay chúng ta quan sát này. Cuốn lại, 1, 2, 3, gập cổ tay, gập ngón tay, thành nắm đấm. Thế thế nào? Đấy, rất là dễ thôi nhé, rất là dễ, chúng ta làm theo. Từ tư thế này, cuốn lại, cuốn cả cái ngón tay lại này, 1, 2, 3, gập ngón cái xuống. Nhắc lại, 1, 2, 3, gập ngón cái xuống.
thì chúng ta sẽ có một cái nắm đấm trong karate thẳng nhé. Đây, nắm đấm thẳng. Làm được này. Và khi chúng ta thủ thì như thế này. À, ở tư thế này cũng vậy. Khi chúng ta nắm đấm lại chúng ta thủ thủ như thế này. Đấy. Và đòn đấm thẳng này là đòn đặc trưng của bộ môn karate. Thầy nhắc lại, đòn đấm thẳng là đòn đặc trưng của bộ môn karate, cho nên là yêu cầu cả em phải tập đúng. Tập đúng, bởi vì sau này chúng ta sử dụng cái đòn đấm này trong thi đấu này, sử dụng đòn đấm trong tự vệ, sử dụng đòn đấm trong đi quyền, cũng như sử dụng đòn đấm trong các cái động tác biểu diễn chẳng hạn, thì chúng ta phải thực hiện cái đòn đấm này cho nó đúng. Thầy lưu ý một số vấn đề sau. Khi chúng ta nắm đấm, khi chúng ta nắm đấm, đấm ra thì bắt buộc cổ tay phải thẳng. Nhớ thế nào? Các em chú ý cho thầy là cổ tay này phải thẳng này. Thứ hai, vị trí tiếp xúc là hai cái chậu tay này này. Đây, các em nhìn thấy hai cái chậu tay của thầy. Vị trí tiếp xúc là hai cái chậu tay, ngón trỏ, ngón giữa nha. Ở ngón trỏ này, ngón giữa thì hai cái vị trí mà tiếp xúc của đòn đấm này là tiếp xúc ở đây nha. Nếu bạn nào mà đấm ra mà nó bị tiếp xúc ở hai cái ngón sau này là bị sai. Cho nên chúng ta chú ý nha. Đấy, thầy nhắc lại, nắm đấm này, nắm lại nhá, cổ tay thẳng nha. Chúng ta nhìn trong màn hình này. Đấy, các em nhìn trong màn hình thấy cái tay thầy chưa? Nó rất là thẳng. Thả lỏng ra, nắm lại, thẳng nhá. Tránh trường hợp chúng ta cong như thế này. Đấy, cong xuống hoặc là cong lên. Tránh trường hợp là chúng ta bị cong cái nắm đấm này, bị gập cái nắm đấm. Nếu mà chúng ta bị gập nắm đấm này thì khi chúng ta tác động vào, khi chúng ta tác động vào thế này thì nó sẽ bị gập cái cổ tay xuống và gây chấn thương. Hoặc là khi chúng ta thực hiện nó ngửa thế này cũng rất là dễ gây chấn thương. Cho nên chúng ta chú ý nắm đấm của chúng ta luôn luôn thẳng. Luôn luôn thẳng nhá. Cổ tay thẳng. Đây, thủ vào, đấm ra. Thẳng nhá, thủ vào, đấm ra. Em thấy chưa? Thầy nhắc lại, thả lỏng tay ra, cuộn tròn bàn tay lại và gập cái ngón cái xuống thành một cái nắm đấm. Luôn luôn phải thẳng ở cổ tay. Đấy. Và thực hiện cái kỹ thuật này bất kỳ trong bài quyền nào cũng có, trong thi đấu cũng có, trong từ về cũng có, cho nên là chúng ta phải tập cho nó kỹ nhá. Bây giờ thầy sẽ đấm cho các em xem. Hôm sau thì thầy sẽ phân tích cho các em kỹ thuật đấm trung đẳng, thượng đẳng, hạ đẳng như thế nào. Nhưng hôm nay thầy sẽ thực hiện qua cho chúng ta xem cái đòn đấm của karate như thế nào ở tư thế thủ, tư thế thủ nhá. Sau đó chúng ta trùng lực hơi từ đan điền, chúng ta lấy hơi nén hơi từ đan điền, sau đó chúng ta thoát ra bên ngoài. Đấy, đấm. Đấy. Đấy, hay đi về đây gần một tí để chúng ta xem. Đòn đấm thẳng nhé. Chúng ta thực hiện theo này. Chúng ta cùng thực hiện theo nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi thầy làm hướng này nhá. Thầy thực hiện hướng này. Xem nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho tất cả các em ba nội dung. Thứ nhất là các động tác kỹ thuật khởi động chuyên môn. Nội dung thứ hai là kỹ thuật nghiêm chào trong karate. Và kỹ thuật thứ ba là nắm đấm.